Phần 2. Hỷ lạc và tiến đến bờ giác ngộ. 9. Nhập sơ thiền, hơi thở tuyệt đẹp. Trong kinh điển Phật giáo Nguyên Thủy, chỉ có một từ cho thiền, đó là định hay chánh định. Theo tôn giả Ananda, là một bậc hoàn toàn giác ngộ. Trong kinh Gopaka Moggallana, kiểu hành thiền duy nhất mà Đức Phật khuyên chúng ta nên thực hành, đó là nhập định. Như vậy, nhập định được mệnh danh là thiền định Phật giáo đúng nghĩa. Đó là lúc tâm hành giả vắng bạc mọi ý niệm, tách rời một hoạt động của năm giác quan và sáng chói với niềm hỷ lạc suốt thế gian. Nói thẳng ra, nếu thiền mà không nhập định thì không phải là thiền Phật giáo. Có lẽ đây là lý do tại sao yếu tố rốt ráo của bát chánh đạo, yếu tố định nghĩa chánh định, không có gì khác hơn là 4 tầng thiền. Khám phá của Đức Phật. Những văn bản kinh điển Phật giáo cổ đại nói rằng Đức Phật đã khám phá ra tầng thiền. Chưa có lần nào trong các kinh điển nguyên thủy nói rằng Đức Phật khám phá ra thiền quán. Những văn bản kinh điển có thẩm quyền đó cũng nói rằng 4 tầng thiền chỉ khởi sinh với sự xuất hiện của một vị Phật. Sự kiện Đức Phật khám phá tầng thiền không nên bỏ qua, vì sự khám phá này là một phần then chốt trong tiến trình giác ngộ. Khi một vị có đầy đủ thẩm quyền là Ngài Ananda, một bậc A-la-hán, nói rằng Đức Phật đã khám phá ra tầng thiền. Điều này không có nghĩa là chưa từng có ai trước đó đã trải qua kinh nghiệm nhập tầng thiền. Chẳng hạn, trong thời đại của quá khứ, Phật Ca Diếp, vô số thiện nam tín nữ đã nhập tầng thiền và sau đó đã đạt được giác ngộ. Nhưng 26 thế kỷ trước ở Ấn Độ, tất cả kiến thức về tầng thiền đã biến mất. Thí dụ, Mahavira, nhà lãnh đạo Kỳ Na giáo, và là một người đồng thời với Đức Phật, sau khi nghe mô tả về các tầng thiền, đã công khai gạt bỏ, cho là sự kiện không thể có được. Như vậy, vị lãnh đạo tôn giáo xuất sắc nhất của thời đó, theo ý kiến nhiều học giả, hoặc là không biết gì về pháp môn tu tập tâm linh phổ biến này, hoặc là kinh nghiệm nhập tầng thiền là một khám phá mới mẻ của Đức Phật. Giả thuyết sau có vẻ đúng, và điều này được củng cố thêm bằng nhận xét rằng không hề có sự đề cập nào về tầng thiền trong bất cứ một kinh điển nào trước thời Đức Phật. Một vài người có thể nêu lên lời phản đối là các văn bản kinh nói rằng những vị thầy đầu tiên của Đức Phật là Alara Kalama và Udaka Ramamutta đã dạy các vị Bồ Tát về nhập tầng thiền trong việc chứng đắc quả vị vô sở hữu xứ và quả vị phi tưởng phi phi tưởng xứ. Mặc dù hai quả vị đó không bao giờ được gọi là tầng thiền. Trong những bản kinh nguyên thủy, từ ngữ nhập tầng thiền lần đầu tiên xuất hiện trong những bản luận giải rất lâu sau này. Các quả vị ấy bao hàm ý nghĩa rằng chúng chỉ có thể chứng đắc bằng cách trước tiên hành giả phải từng bước trải qua tiến trình của các tầng thiền. Vì thế, hai vị thầy đầu tiên đó có biết 4 tầng thiền và đã dạy cho các vị Bồ Tát. Nếu các vị thầy đầu tiên có biết về các tầng thiền, tại sao Đức Phật nói rằng phương pháp của họ không đưa đến chứng đắc Niết Bàn, mà nhập tầng thiền mới đưa đến Niết Bàn? Và tại sao khi Đức Phật còn là vị Bồ Tát, Ngài từ bỏ lối tu khổ hạnh và đặt vấn đề có thể có một con đường khác đưa đến niết bàn hay không? Có phải Ngài đã nhớ lại kỷ niệm xa xôi thời thơ ấu lần đầu tiên Ngài có kinh nghiệm nhập định, khi Ngài còn là một cậu bé ngồi dưới gốc cây hồng đào? Thay vì kinh nghiệm nhập định rất mãnh liệt gần đây dưới sự hướng dẫn của hai vị thầy đầu tiên. Những câu hỏi này cần phải được trả lời một cách thỏa đáng đối với những ai vẫn cho rằng hai vị thầy Alara Kalama và Ukada Ramabutta đã có dạy về tầng thiền. Một câu trả lời cho câu hỏi về những gì hai vị thầy đầu tiên đó đã dạy. Câu trả lời vẫn giữ được tính nhất quán trong việc bác bỏ hiệu năng của những lời giảng dạy, trong lúc vẫn ca ngợi hiệu năng của các tầng thiền. Đó là Udaka Ramabutta và Alara Kalama chưa bao giờ dạy về các tầng thiền và hai quả vị vô sắc mà họ đã cổ suý không đúng như sự thật. Rất có thể đó chỉ là những phiên bản đã được biến thái từ bản gốc, xuất phát từ thời quá khứ Phật Ca Diếp. Cũng giống như ngày nay, một số thiền sư trình bày một mức độ thiền tập nào đó và gọi là nhập định, trong khi rõ ràng mức độ này kém hẳn các tầng thiền đích thực. Hay cũng giống như một vài trường đại học sẽ gửi một văn bằng đại học bằng thư hồi âm sau khi nhận một khoản lệ phí, mà văn bằng này không phải là văn bằng thật. Như vậy, những quả vị do hai vị thầy Alara Kalama và Udaka Ramabutta giảng dạy không thể nào là quả vị thật. Quả vị thật, việc chứng đắc vô sở hữu xứ, đúng là sẽ dẫn tới giác ngộ. Nhưng một kinh nghiệm khác mang cùng danh hiệu do Alara Kalama giảng dạy thì không đúng. Một lý do khác tại sao tầng thiền không được biết đến trước khi có sự xuất hiện của Đức Phật, do bởi nhân duyên đưa đến nhập tầng thiền, là việc tu tập trung đạo. Vào thời đó cũng chưa ai biết đến. Những bản kinh cổ đại như kinh Ramakakha, Bhavavatana nói rằng Đức Phật khám phá trung đạo và trung đạo đồng nghĩa với bát chánh đạo. Một bài kinh khác nói rằng Đức Phật khám phá ra bát chánh đạo, cũng giống như khám phá ra con đường dẫn đến một thành phố cổ đại đã bị xóa mất từ lâu. Cũng cần phải ghi nhận rằng bát chánh đạo, trung đạo là con đường tìm tiến đi đến đỉnh cao là chánh định. Như vậy, nếu người ta chấp nhận Đức Phật đã khám phá ra trung đạo, bát chánh đạo, thì người ta cũng phải chấp nhận rằng Đức Phật khám phá ra giai đoạn cuối cùng của con đường, phần cuối của con đường, đó là chánh định. Kinh Vô Tránh Phân Biệt đồng hóa trung đạo với công phu thiền tập hướng đến chánh định. Kinh giải thích rất chi tiết rằng hành giả không nên theo đuổi chủ trương khổ hạnh và cũng không nên chạy theo dục lạc của ngũ căn. Thay vào đó, hành giả nên theo đuổi trung đạo. Nếu hành giả không hành trì khổ hạnh thuộc ngũ căn và cũng không tìm kiếm dục lạc của ngũ căn, thì sự tìm cầu còn lại là tìm kiếm hạnh phúc cho căn thứ sáu là ý căn, và đó phải là trung đạo. Kinh này tiếp tục với lời Đức Phật khuyến khích việc theo đuổi hạnh phúc nội tâm. Rõ ràng đó là trung đạo. Chỉ có ở đây, cái định nghĩa đó chính là việc tu tập để đạt được 4 tầng thiền. Kết luận, trung đạo là công phu tu tập hướng đến chánh định. Trong câu chuyện về sự giác ngộ của Đức Phật, khi Bồ Tát nhận thức rằng chánh định là con đường đưa đến giác ngộ, Ngài nhận biết ngay rằng nhập định là một cơ thể kiệt quệ, là không thực tế. Và vì thế, Ngài bắt đầu ăn uống trở lại. Thế vậy, 5 đệ tử đầu tiên của Ngài liền chán ngán và rời xa Ngài, nghĩ rằng Ngài đã từ bỏ nỗ lực tu tập. Điều này chứng minh rằng trước khi Đức Phật thành đạo, những pháp tu nhẹ nhàng đưa đến an tịnh thân tâm để nhập định chưa được những tu sĩ thời đó công nhận như một con đường tu tập có giá trị, như thái độ của 5 người đệ tử đầu tiên của Bồ Tát đã chứng tỏ. Khi con đường nhập định chưa được công nhận có giá trị xứng đáng, không có gì đáng ngạc nhiên khi hành giả không theo đuổi con đường này và chánh định không thể đạt được. Giờ đây, chúng ta cũng thấy rõ ràng tại sao phần đầu của bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật sau khi đắc quả giác ngộ là bài giảng về trung đạo, tức là bát chánh đạo, để mở ra con đường tiến vào chánh định và xa hơn nữa là giác ngộ. Tôi đã viết về điểm này khá dài, đơn cử nhiều bản kinh nguyên thủy, bởi vì đây là một tư tưởng mới lạ đối với người Tây Phương. Những gì mang tính chất đột phá thường gây nhiều tranh luận. Trong lúc này, tôi xin những độc giả thành tâm hãy bỏ qua một bên những quan điểm hiện đang tồn tại. Vì Đức Phật dạy rằng kiến chấp là một trở ngại cho tuệ giác, và hãy bình tâm suy xét những bằng chứng tôi đã trình bày ở đây. Cuối cùng, kinh Bankala Kando Sutta chắc chắn là một bài kinh nguyên thủy, bởi vì kinh này được đề cập đâu đó trong kinh Tạng, và như vậy đã được 500 vị A-la-hán xác nhận là Phật Pháp đích thực trong hội đồng kết tập kinh Tạng đầu tiên. Và kinh này nói rằng Đức Phật đã khám phá ra các tầng thiền. Hành giả có thể dính mắc với định không? Khi Bồ Tát đạt được tuệ giác bằng nhập định là con đường đưa đến giác ngộ, rồi Ngài suy nghĩ, tại sao ta lại phải e sợ niềm hoan hỷ này khi nó chẳng liên hệ gì đến ngũ căn và cũng chẳng liên hệ đến các pháp bất thiện? Ta sẽ không e sợ niềm hoan hỷ này của nhập định. Ngay cả ngày nay, một vài hành giả tin tưởng một cách sai lạc rằng điều gì đem lại hoan hỷ mãnh liệt như cảm nghiệm nhập định thì không thể đưa đến chấm dứt mọi khổ đau, và họ vẫn e sợ nhập định. Tuy nhiên, trong nhiều bài kinh, Đức Phật đã lặp lại nhiều lần rằng niềm hỷ lạc của nhập định là cần được theo đuổi, cần được phát huy, cần được khích lệ, không nên sợ hãi nó. Mặc dù chính Đức Phật đã có lời khuyên rõ ràng, nhiều thiền sinh vẫn bị hướng dẫn sai lạc bởi những người thầy không khuyến khích việc nhập định, với lập luận rằng hành giả có thể dính mắc với nhập định đến nỗi họ không thể nào giác ngộ được. Cần phải được vạch rõ rằng từ ngữ của Đức Phật dùng để chỉ dính mắc là Upadana, chỉ muốn nói đến sự dính mắc những khoái cảm của thế giới ngũ căn, hay dính mắc nhiều hình thái khác nhau của tà kiến, như là kiến chấp về một cái ngã. Từ ngữ này không bao giờ có ý nghĩa dính mắc những thiền pháp như là nhập định. Nói một cách đơn giản, các tầng thiền là những trạng thái buông xả. Hành giả không thể nào dính mắc sự buông xả, cũng giống như tự do không thể cầm tù con người. Hành giả có thể tận hưởng thiền lạc trong nhập định, trong niềm hỷ lạc của sự buông xả, và đây chính là điểm một số người bị hướng dẫn sai lạc khiến họ đâm ra sợ hãi. Nhưng trong kinh Thanh Tịnh, Đức Phật dạy rằng hành giả tận hưởng thiền lạc trong nhập định có thể mong đợi một trong bốn quả vị: quả nhập lưu, quả nhất lai, quả bất lai, hay quả giác ngộ hoàn toàn. Nói cách khác, tận hưởng thiền lạc trong nhập định chỉ có thể dẫn đến 4 giai đoạn giác ngộ. Như vậy, theo lời dạy của Đức Phật, hành giả không nên sợ nhập định. Đối với một số hành giả, các tầng thiền có vẻ là một kinh nghiệm xa vời và vì thế không thích hợp. Điều đó không đúng. Thảo luận về các trạng thái siêu phàm như vậy có thể khơi nguồn cảm hứng, cũng như vạch ra cảnh giới trước mắt cho chúng ta hướng đến. Quan trọng hơn nữa, thảo luận giúp cho chúng ta biết được cần phải làm gì khi chúng ta tiến gần đến một trong những giai đoạn giải thoát thâm sâu ấy. Cuối cùng, thảo luận cho chúng ta một sự hiểu biết sâu sắc hơn về Phật Pháp, nhất là hiểu biết về diệu đế thứ ba, là sự chấm dứt mọi khổ đau. Bởi vì niềm hỷ lạc của nhập định liên hệ trực tiếp đến số lượng phiền não của dòng luân hồi được buông bỏ, dù chỉ tạm thời. Như vậy, thảo luận về các tầng thiền là việc rất đáng làm, ngay cả những cảnh giới ấy có vẻ xa vời. Một vài độc giả có lẽ đã thực tập thiền định đến một mức độ vừa đủ để có thể hiểu được cuộc thảo luận này, dựa trên kinh nghiệm cá nhân của họ, và cuộc thảo luận này có thể giúp họ thực hiện bước nhảy vọt cuối cùng để tiến vào các tầng thiền. Hơn nữa, khi hành giả cảm nghiệm một trạng thái thiền định thâm sâu, họ muốn khám phá thật chính xác đó là cái gì, để nhận diện trạng thái ấy theo như lời mô tả của Đức Phật. Vì thế, nhận diện chính xác mức độ thâm sâu trong lúc hành thiền là điều rất quan trọng. Phát sinh nguồn cảm hứng từ thành quả mình đã đạt được cũng là điều quan trọng. Loại tình cảm tích cực này sẽ khuyến khích buông xả nhiều hơn. Chủ ý của tôi là trình bày cho các bạn thấy các trạng thái nhập định ấy tuyệt diệu và thâm sâu như thế nào, và làm sáng tỏ tầm quan trọng của những cảm nghiệm đó đối với sự kiện giác ngộ. Cuối cùng, những hạt giống lành được gieo trong tâm bạn qua việc đọc bài thảo luận về tầng thiền, một ngày nào đó sẽ đơm hoa kết trái. Vào đúng lúc, tâm sẽ tự động biết nó phải làm gì. Thí dụ, khi định tướng khởi lên, tâm sẽ tự nhiên biết phải đáp ứng như thế nào. Rồi một lúc nào sau đó, bạn sẽ suy nghĩ, đáp ứng đó đến từ đâu nhỉ? Câu trả lời là nó đến từ những lần bạn đọc về các bài thảo luận như thế này. Đôi lúc, nó đến từ những gì bạn đã học được trong đời trước. Vì thế, xin đừng nghĩ rằng chỉ vì bạn chưa đạt đến các tầng thiền, cuộc thảo luận này không ích lợi gì đối với bạn. Thật sự, nó sẽ rất hữu ích. Sau khi bạn đạt được một trong những tầng thiền, bạn sẽ hiểu được điều này lúc bạn nhận ra rằng những lời hướng dẫn ở đây đã xuất hiện đúng lúc để giúp bạn. Hơi thở tuyệt đẹp. Bước đầu của hành trình tiến vào định. Sau khi đã thảo luận về các tầng thiền từ quan điểm lý thuyết và lịch sử, bây giờ tôi sẽ giải thích các tầng thiền trên phương diện thực hành. Tốt nhất là bắt đầu mô tả hành trình tiến vào định từ điểm khởi đầu là hơi thở tuyệt đẹp. Trước khi hoàn thành giai đoạn này, tâm chưa có đủ mức hài lòng, tỉnh giác hay ổn định để tự tiến lên những trạng thái ý thức cao hơn. Nhưng khi bạn đã có khả năng duy trì sự tỉnh giác về hơi thở trong một thời gian dài mà không bị gián đoạn và không cần nỗ lực nào, khi tâm đã an định trong sự tỉnh giác cao độ đến mức hơi thở trở nên tuyệt đẹp, đó là lúc bạn đã sẵn sàng bắt đầu cuộc hành trình tiến vào định. Đừng sợ hãi niềm an lạc trong thiền định. Hạnh phúc trong thiền định thật quan trọng. Hơn nữa, bạn xứng đáng được hưởng cảm giác cực lạc ấy. Cảm thấy cực lạc trong hơi thở là một phần chính yếu của con đường hành thiền. Để đem đến kết quả là chánh niệm sẽ được giữ vững cùng hơi thở mà không cần nỗ lực nào. Hành giả giữ vững trọn vẹn sự chú tâm vào hơi thở bởi vì tâm thích thú theo dõi hơi thở và không muốn sao lãng vào bất cứ nơi nào khác. Tâm tự động tập trung vào hơi thở và chấm dứt mọi ý niệm đang sanh. Nếu không có cảm nghiệm an lạc, thì sẽ có một vài điều không hài lòng. Và không hài lòng là nguồn gốc của tâm lăng xăng. Trước khi hành giả đạt đến giai đoạn hơi thở tuyệt đẹp, sự việc không hài lòng sẽ đẩy chánh niệm rời xa hơi thở. Rồi cách duy nhất để giữ chánh niệm vào hơi thở là bằng nỗ lực của ý chí, qua sự kiểm soát. Nhưng khi đã đạt được giai đoạn hơi thở tuyệt đẹp, khi niệm an lạc làm phát sinh cảm giác hài lòng bền vững, thì tâm sẽ hết lăng xăng. Có thể nới lỏng sự kiểm soát, thư giãn nỗ lực, và tâm sẽ đạt đến trạng thái bất động một cách tự nhiên. Cũng giống như xăng là nhiên liệu để khởi động xe hơi. Điều không hài lòng là nhiên liệu làm cho tâm dao động. Khi một chiếc xe hơi hết xăng, nó từ từ dừng lại. Người ta không cần phải dùng thắng xe. Cũng vậy, khi tâm không còn bất mãn nhờ khởi sinh hơi thở tuyệt đẹp, thì tâm cũng hết lăng xăng. Hành giả không cần sử dụng ý chí như là cái thắng để ngừng tâm lăng xăng. Tâm sẽ tự nhiên đi đến trạng thái tĩnh lặng. Hỷ lạc. Trong tiếng Pali, từ ghép Piti Sukha mang ý nghĩa kết hợp niềm an vui và hạnh phúc. Người ta có thể sử dụng từ ghép này trong nhiều loại cảm nghiệm khác nhau, ngay cả những cảm nghiệm thuộc về thế tục. Nhưng trong hành thiền, Piti Sukha chỉ dùng để nói đến niềm hỷ lạc phát sinh từ buông xả. Cũng giống như người ta có thể phân biệt nhiều loại lửa khác nhau bởi thứ nhiên liệu tạo ra chúng, như lửa than, lửa dầu hay lửa rừng. Vì vậy, người ta cũng phân biệt nhiều loại hỷ lạc khác nhau do nhân duyên tạo ra chúng. Niềm hỷ lạc khởi lên cùng với hơi thở tuyệt đẹp được phát sinh nhờ sự buông xả gánh nặng của quá khứ và tương lai, những suy luận nội tâm và tính đa dạng của ý thức. Bởi vì đây là niềm hỷ lạc phát sinh từ buông xả, nó không thể tạo ra sự dính mắc. Hành giả không thể vừa dính mắc vừa buông xả cùng một lúc. Niềm an lạc khởi lên cùng với hơi thở tuyệt đẹp là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy buông xả đã thực sự xuất hiện. Hỷ lạc có thể phát sinh từ những khoái cảm về giác quan, từ những thành đạt cá nhân hay từ sự buông xả. Ba loại hỷ lạc khác nhau ở bản chất. Hỷ lạc xuất phát từ khoái cảm giác quan thì nóng bỏng và đầy hứng khởi, nhưng cũng bị kích động mạnh và do đó dễ sinh mệt mỏi. Sự việc lặp đi lặp lại làm niềm vui chóng tàn. Hỷ lạc do thành tựu cá nhân thì ấm áp và mãn nguyện, nhưng cũng chóng phai, để lại một khoảng trống trong tâm trí. Nhưng hỷ lạc phát sinh từ buông xả thì thật an tịnh và lâu dài. Hỷ lạc này còn liên kết với một cảm giác giải thoát đích thực. Hơn nữa, hỷ lạc xuất phát từ khoái cảm giác quan tạo ra những dục vọng mạnh hơn, khiến cho hỷ lạc trở nên bất ổn và mang tính độc đoán. Hỷ lạc xuất phát từ thành đạt cá nhân thúc đẩy con người đầu tư công sức nhiều hơn nữa để trở thành kẻ thống trị và cổ vũ cho ảo tưởng về quyền lực cá nhân. Rồi kẻ thống trị sẽ giết chết mọi hỷ lạc. Hỷ lạc xuất phát từ buông xả, khơi nguồn cảm hứng để hành giả buông xả nhiều hơn nữa và giảm thiểu sự can thiệp kiểm soát. Bởi vì nó khuyến khích hành giả để yên cho mọi việc diễn tiến tự nhiên, nên hỷ lạc này ổn định và không cần nỗ lực. Đó là thứ hỷ lạc hầu như độc lập với các nhân duyên và rất gần với các pháp vô vi, không do duyên khởi. Trong hành thiền, vấn đề quan trọng là phải nhận diện những loại hỷ lạc khác nhau. Nếu hỷ lạc phát sinh từ sự tỉnh giác về hơi thở thuộc về loại khoái cảm giác quan. Thí dụ, từng lớp sóng khoái cảm dâng trào khắp cơ thể bạn thì chẳng bao lâu nó sẽ biến mất khi nỗ lực đã giảm, để lại cho bạn cảm giác nặng nề và mệt mỏi. Nếu hỷ lạc liên kết với cảm giác thành tựu, ồ, cuối cùng ta đã đạt được thành quả nào đó trong việc hành thiền, thường thì hỷ lạc này sẽ tan rã. Nó sẽ bị ý thức muốn kiểm soát hủy diệt. Nó sẽ bị tiêu tan do cái ngã muốn xen vào can thiệp. Nhưng nếu hỷ lạc khởi lên cùng với hơi thở tuyệt đẹp xuất phát từ sự buông xả, thì bạn cảm thấy bạn không cần nói gì hay làm gì cả. Nó trở thành niềm hỷ lạc có liên quan mật thiết với giải thoát và an tịnh. Nó sẽ tự mình phát triển với cường độ tuyệt diệu, nở ra như một đóa hoa trong khu vườn của cảnh giới định. Ngoài hơi thở tuyệt đẹp, còn có nhiều đối tượng thiền quán khác như quán từ bi, quán về các bộ phận cơ thể, quán tưởng về một vật thể và một vài đối tượng khác nữa. Tuy nhiên, trong tất cả phương pháp thiền tập hướng đến nhập định, phải có một giai đoạn niềm hỷ lạc phát sinh do buông xả. Thí dụ, từ bi quán trải rộng ra thành một tình thương vô điều kiện, kỳ diệu, tuyệt vời cho toàn thể chúng sinh, khiến hành giả tràn ngập niềm vui cao thượng. Hỷ lạc xuất phát từ buông xả đã khởi sinh và đạt đến giai đoạn từ bi tuyệt đẹp. Một số hành giả tập trung quán niệm các bộ phận cơ thể, thường là cái sọ người. Khi thiền định đến mức thâm sâu, khi chánh niệm trụ vào hình ảnh chiếc sọ người, một tiến trình đầy kinh ngạc bỗng xuất hiện. Hình ảnh của chiếc sọ người trong tâm hành giả bắt đầu chuyển sang màu trắng, rồi màu sắc đậm dần, cho đến khi nó có vẻ đang tỏa ra một thứ ánh sáng rực rỡ như một cái sọ người tuyệt đẹp. Một lần nữa, hỷ lạc phát sinh từ buông xả đã xuất hiện, làm cho hành giả cảm nghiệm niềm vui tràn ngập. Ngay cả một vài tu sĩ thực tập quán bất tịnh, thí dụ quán một tử thi đã rửa nát, có thể cảm nghiệm cái tử thi kinh tởm lúc ban đầu bỗng nhiên trở thành một trong những hình ảnh đẹp nhất. Sự buông xả đã phát sinh nhiều hỷ lạc đến nỗi nó áp đảo cảm giác ghê tởm tự nhiên và làm cho hình ảnh ấy ngập tràn niềm vui. hành giả đã đạt đến giai đoạn tử thi tuyệt đẹp. Trong phương pháp thiền tập về hơi thở, Đức Phật đã dạy sự phát sinh hỷ lạc cùng với cảm nghiệm về hơi thở là đề mục thứ 5 và thứ 6 của 16 đề mục trong pháp Quán Niệm Hơi Thở. Tôi đã bàn luận đầy đủ chi tiết giai đoạn hành thiền quan trọng này ở phần trên. Khi hỷ lạc không phát sinh, điều đó chắc hẳn là vì không có đủ sự hài lòng, nghĩa là hành giả vẫn phải nỗ lực quá sức. Hành giả phải hồi tưởng về hai chướng ngại đầu tiên của 5 chướng ngại. Chướng ngại thứ nhất là tham dục, hướng sự chú ý đến đối tượng ham muốn và vì thế đã rời xa hơi thở. Chướng ngại thứ hai là sân hận, làm cho hành giả tìm ra lỗi lầm trong cảm nghiệm hơi thở và niềm bất mãn đẩy lùi sự chú ý khỏi hơi thở. Sự hài lòng là con đường trung đạo giữa tham dục và sân hận. Nó giữ vững chánh niệm trên hơi thở đủ lâu để cho hỷ lạc phát sinh. Đường vào tĩnh lặng. Tĩnh lặng nghĩa là không lay động. Vì ý chí làm cho tâm lay động, để có được tĩnh lặng, hành giả phải từ bỏ mọi ý chí, mọi sự kiểm soát. Nếu bạn nắm một ngọn lá trên cây và gắng hết sức để giữ cho nó đứng yên, dù bạn cố gắng hết sức mình, bạn vẫn không thành công. Luôn luôn sẽ có một vài dao động do những rung chuyển nhẹ của cơ bắp bạn gây ra. Tuy nhiên, nếu bạn đừng sờ vào chiếc lá và chỉ bảo vệ cho nó khỏi bị gió thổi, thì chiếc lá sẽ tự nhiên đứng yên. Cũng giống y như vậy, bạn không thể đạt được tĩnh lặng bằng cách dùng ý chí để nắm giữ tâm bạn. Nhưng nếu bạn từ bỏ nguyên nhân của sự dao động trong tâm bạn, tức là ý chí, thì chẳng bao lâu tâm của bạn sẽ trở nên tĩnh lặng. Như vậy, hành giả không thể muốn tâm mình tĩnh lặng. Con đường đi vào tĩnh lặng là xuyên qua niềm hỷ lạc phát sinh do buông xả. Một khi niềm an vui đến cùng với hơi thở tuyệt đẹp đã xuất hiện, thì ý chí trở nên thừa thãi. Ý chí trở nên không cần thiết, vì chánh niệm sẽ tự nhiên an trú vào hơi thở mà không cần một nỗ lực nào. Chánh niệm ưa thích an trú cùng với hơi thở tuyệt đẹp, và vì vậy không cần phải thúc đẩy nó. Khi tĩnh lặng xuất hiện, nó làm cho hỷ lạc thêm phong phú. Khi hỷ lạc sâu đậm dần thì càng ít có cơ hội cho nỗ lực của ý chí hoạt động. Do đó, tĩnh lặng càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Một quá trình phản hồi để tự củng cố sức mạnh sẽ tiếp nối. Tĩnh lặng làm cho hỷ lạc sâu đậm thêm, và hỷ lạc làm gia tăng mức độ tĩnh lặng. Tiến trình này cứ tiếp tục như vậy, và khi không bị gián đoạn thì sẽ trên đường tiến đến nhập định. Khi tĩnh lặng đã đạt mức thâm sâu và hỷ lạc đã lên đến cực độ. Trong chương này, tôi đã đào sâu một số vấn đề thường được nêu lên về các tầng thiền. Chương tiếp theo, bàn về định tướng, sẽ đưa chúng ta đi xa hơn trên con đường tiến vào nhập định thâm sâu.